Đây này mọi người, cái quán Ái Mỹ này là nó nằm ở địa chỉ là 1163 Bình Quới, phường 28 quận Bình Thạnh, đối diện cái khu vui chơi câu cá Hương Đồng. Đây, đối diện cái khu này thì mình đi vào trong một cái đoạn đầu này là mình gửi xe. Đây, mình chỉ đường để khi nào mọi người đến nó còn hơi khó tìm. Quán này không có tên, không có bảng hiệu luôn. Khi đầu lúc đầu là không tên nhưng mà sau này mới có tên. Nhưng mà tên họ cũng để bên ngoài cho nên rất là khó tìm. Đây, đây là cái quán đây mọi người. Tí nào mình vô nha, mình đi gửi xe cái đã. Đây có chỗ gửi xe cái bên này. Mọi người đi vào đây gửi xe. Xe xong rồi mới đi qua bên đó ăn. Đây là họ có ghi luôn. Giữ xe quán Huế từ 10 giờ sáng đến 21 giờ. Thứ ba hàng tuần là quán sẽ nghỉ bán. Bây giờ mình vô gửi xe. Có rất là nhiều món, đa số là cái món của Huế. À, thì mình hôm nay đến đây ăn rồi có giới thiệu cho mọi người ha. Trộn. Một tam sen, một vạ trộn. Có cái lẩu kìa. Đây giới thiệu cái lẩu cá dứa rất là ngon á. À. Kia hết cái lẩu này thì chắc cũng nhỏ thôi. Lẩu này nhỏ nhỏ. À. Một cái lẩu cá dứa nhỏ. Tam sen, vạ trộn. Dạ. Lẩu. Dạ. Dạ rồi. Cho hai chai nước suối đi. Rồi đây là địa chỉ của quán nha mọi người. Đây là cái không gian của quán này mọi người. Cái kiến trúc này nó làm giống như ngoài Huế vậy đó. Là những cái kèo cột đồ á, mái ngói và những cái kèo cột là bằng gỗ. Những cái khung, những cái tấm tre cũng bằng gỗ. Cái cột nhà là bằng gỗ và cái nhà vườn nó rất là mát. Cái cây cối ở đây nó mát lắm. Sài Gòn mà kiếm được cái vị trí những cái quán như vậy là rất là hiếm. Mát. Nhưng mà cái này đi hơi xa trung tâm một chút xíu. Cái gì không biết, cái chủ trồng. Đây những cái chén mắm của Huế đây. Ăn để chấm á, chấm cái tam sen đó. Thì đây nè, để mình đi quay cái không gian quán cho mọi người coi ha. Rất là mát. Phía trước nó có một cái bức bình phong. Ngoài Huế là thường thường nhà người ta sẽ có một cái bức bình phong như vậy để chắn không cho mọi người nhìn vào bên trong nhà đó. Đây thì đây cũng giống như là kiểu kiến trúc là giống như ngoài Huế. Và thường thường phía trước sân nhà thì có trồng một cái dàn cây cho nó có bóng mát. Và đây thì bụi họ bán cả ngày nên nó có những cái dàn cây như vậy thì nó rất là mát luôn á. Xung quanh là cây cối luôn. Cái quán này thì phía trước thì cổng cũng bằng gỗ. Tất cả mọi thứ ở đây thì nó đều hài hòa với thiên nhiên. Cái này là dĩa tam sen đấy hả cô? Dạ. Tam sen ăn với bún hả cô hay là không, cái bún ăn lẩu? Này thôi nè, cái đấy ăn lẩu. Dạ. Đây cái dĩa tam sen của. Ôi, cái dĩa này mình có phải thêm gì không? Đường á, con cho đường. Thêm chút đường. Có chanh. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Có chanh nè, cô có cho chanh nè. Mình nghe cái quán này mọi người nói là của đồ Huế nó rất là lâu rồi đó, thì mình hôm nay có dịp thì mình xuống ăn thử. Cái lắc chanh nhìn cũng thích nữa. Mình bỏ xí đường. Ừ. Có ớt nữa đó, thì mọi người thích ăn cái gì thì ăn. Ở ngoài Huế có một cái loại trái đặc biệt đó là trái vả đó mọi người. Ở miền Trung hay có cái loại cái dạng như trộn trộn nộm 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 á mọi người, giống như kiểu gỏi của miền Tây với miền Nam á. Trong miền Nam đây là vả trộn, đây là trái vả nè mọi người, được cắt nhỏ rồi thì trái vả nó tròn tròn vậy đó hả, giống ở trong nó giống như trái sung vậy mấy bạn. Thì giờ mình được biết qua như vậy thôi mà mình cũng chưa ăn cái món này bao giờ. Thì cái này là được làm xong rồi sắc ga rồi trộn với lại thịt ba rọi. Mình thấy là có ba rọi nè, có đậu phộng nè, có hành phi nè, rồi mình ăn với lại cái này giống như là da heo chân giò, da heo phải không. Đây mình cho mấy bạn coi cái dĩa này nè. Wow. Trộn với rau mùi nha, thơm quá. Bây giờ mình ăn thôi, mình ăn thông thử đi, thơm.
Cái vị giống như là giống nồi xào vậy, giống nồi xào á. Cái vả nó hơi bùi bùi, nó hơi bùi bùi, kèm với lại một chút thịt ba gọi nó hơi béo béo ngậy ngậy cho mình ăn với lại đậu phộng nữa. Thường á là người ta ăn với bánh tráng đó mấy bạn, bánh đa. Để nha hết à. Bánh trắng giòn giòn, thịt ba gọi béo, vả thì nó bùi bùi, ngon lắm mọi người. Thì cái khẩu, cái gia vị mọi người ở đây nêm á, giống như của Huế vậy à. Nó hơi mặn mòi chứ không có ngọt nha. Nó mặn, nó có vị ngọt của tự nhiên thôi, chứ không có trộn nhiều đường giống như ở trong miền Nam mình á. Bánh trắng giòn thấy luôn mấy bạn, trắng kêu sộm sộm luôn. Ăn nhiều món. Đây là món tam sơn nè mấy bạn. Nè mọi người, đây là cái dĩa tam sơn nữa bạn. Thì cái dĩa tam sơn này nó có ba cái loại, như là đây là cái phần lưỡi nè mấy bạn. Đây. Mình chấm với cái loại mắm nè mấy bạn. Còn đây là cái giò trường. Rồi ở đây cái phần là mép bò mấy bạn, được luộc sẵn rồi. Bây giờ mình kèm với rau nè, rau thơm nè. Có cái này là giống như trái vả sống nè mấy bạn. Rồi mình kèm có khế chua nữa. Đây, mình ăn kèm vô. Mình chấm với cái này. Cái này thì mình bỏ thêm một chút chanh vô nha. Mình bỏ xí đường vô. Nếu mà mọi người thấy sợ cái này mặn á, thì mình nên bỏ nhiều đường một chút, mình quậy lên. Rồi bây giờ mình kẹp nó vô. Khế chua quá. Cái vả sống của mọi người nó hơi chát chát cái vị á. Rồi mình kèm thêm khế chua nữa, chấm với lại mắm này nè. Rất là hợp luôn á. Dễ ăn lắm. Mà tại vì hôm nay Vi đang bị cảm á, cho nên Vi không có dám ăn mắm nhiều, sợ nó bị ho. Vi sẽ ăn không. Nhưng mà cảm thấy đồ ở đây rất là tươi, nhưng mà kêu rất là nhanh nha. Tôi mới vừa vào kêu thôi thì các món bưng ra rất là lẹ luôn. Hình như là bếp ở trong bếp là thức ăn được làm sẵn á mọi người, xong rồi khi khách vào là gọi là đem ra liền luôn á. Quán ở đây rất là mát luôn. Mấy bạn quán ở đây rất là mát, nhưng cái menu á, thì nó cũng có những cái món mà đặc trưng của Huế thôi. Thì mọi người nếu mà muốn ăn đồ của Huế thì mình có thể ghé quán, tuy nó hơi sang chút nhưng mà không gian cũng rất là mát. Và mình đi đông cũng được nữa, tại vì rộng nhưng mà mát nữa. Mấy bạn có thể lâu lâu thư giãn thì có thể xuống quán nha. Hồi nãy mình cũng có chỉ đường rồi. Thì mọi người có thể thích thì có thể xuống quán. Hồi nãy mình cũng có nói là thứ ba là quán nghỉ nha mấy bạn. Thôi bây giờ Vi ăn đây. Cái cháo vả sống ăn nó rất là chát chát luôn mấy bạn. Sao lẩu xo rồi đó mọi người, lẩu cá dứa nè mọi người. Đây nữa.
mấy bạn, lẩu xôi rồi nè. Lẩu cá dứa này nấu theo kiểu miền Trung như mấy bạn, có măng chua nè, rồi có một chút giá cá dứa nè mấy bạn, nhỏ nhỏ thôi nha. Có trái vả nữa mọi người. Rồi bây giờ mình múc lẩu vô, mình múc vô. Ăn bún, lẩu này thì ăn với bún với rau nha mấy bạn. Đây là bún nè, mình cho một ít bún vào. Bún này không quá không có cách cho mình rồi, sợi dài quá. Rồi mình múc một chút nước, em múc một chút nước lẩu các bạn, một chút nước lẩu, một chút măng chua và một con cá. Cá này mình múc vô, lát mình chấm với nước mắm ớt nha mấy bạn. Có rau nè mọi người, mình sẽ cho vào một chút rau, ăn với rau cải bẹ xanh và rau đắng kèm theo á hả, hoa chuối bào. Đây các bạn, mình nhúng rau vừa thôi, chín quá mình sẽ rau nó bị nát hết là mình không ăn được đâu. Chén lẩu của mình hấp thử miếng nước. Nước nấu là chua thanh nha mấy bạn, chứ không phải chua chua giống như kiểu miền Nam mà chua chua họ chua gắt. Đây là chua thanh thôi. Mình bỏ cá dứa ra đây. Nè mấy bạn. Thịt cá dứa ngọt à, thịt rất ngọt nha mấy bạn, chấm nước mắm mặn mặn. Cuối tuần mà mấy bạn xuống đây ăn là hết sảy luôn. Đây là một quán ăn sông vườn rất là thoáng mát, mọi người mình có thể xuống đây để thưởng thức vào các dịp cuối tuần nếu mà đi cả gia đình, còn nếu như mà bạn bè thì mình cũng thể cái đi ăn hàng tuần. Mấy bạn tránh bữa thứ ba ra nha mọi người, thứ ba là quán nghỉ. Thôi bây giờ là mình ăn đây. Xin chào cả nhà nha, hẹn gặp lại cả nhà ở một video tiếp theo. Có 283.000 thôi à. Một món tam sen, một cái món vả trộn với một cái lẩu cá. Một lẩu cá là 120, cái tại tam sen 80 là 200, với vả trộn 60 là 260, với cộng là cái mấy cái khăn và cái bánh tráng và chai nước suối có 283.000 thôi. Và một cái buổi chiều rất là mát mẻ và ok. Mọi người có thể đến đây để live live cùng nhau anh em, rồi live live rất là hay luôn. Nhưng mà có cái nó hơi xa thôi. Cái này là hồi trước là cái quán này mọi người đặt cho nó là không có tên, không có địa chỉ, không có bảng hiệu. Nhưng mà sau này họ có đặt cái tên rồi, là ở Mỹ đó. Cái quán đó mọi người không có bảng hiệu, cũng không có tên luôn đó. Cái cổng phía bên ngoài vậy đó, là cái đường đi ra đường Bình Quế này.